Kính thưa quý khán thính giả, qua 44 phiên tòa trong vụ án Lý Tống xịt hóa chất vào mặt Đàm Vĩnh Hưng, tại phiên tòa 44 vào ngày 22 tháng 6 năm 2012, có 13 vị bồi thẩm đoàn. Tòa đã tuyên án Lý Tống 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế. Tuy nhiên, Lý Tống chỉ thụ án 54 ngày vì ông đã ở tù một số ngày trước khi tuyên án. Lý Tống ra tù ngày 18 tháng 8 năm 2012 tại nhà tù Menzel. Sau đó, ông đã và đang trong thời gian bị quản chế 3 năm kèm theo những điều tòa án buộc Lý Tống phải thực hiện đối với cơ quan quản chế như đi xa phải báo cáo, phải trình diện, phải điều trị tâm lý, vân vân. Hôm thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2013, tại tòa thượng thẩm San Jose, một phiên tòa đã diễn ra lúc 10 giờ 15 phút với những nhân vật trước đây gồm chánh án Andrea White brian nữ công tố viên Deborah Hernandez, luật sư Daniel Portman và chiến sĩ Lý Tống. Phiên tòa này được mở ra theo yêu cầu của luật sư Daniel Portman đề nghị hủy bỏ một buộc lý tống phải tham dự các khóa tâm lý trị liệu trong thời gian quản chế. Kết quả phiên tòa, chánh án đã giữ nguyên quyết định này. Đã có khoảng 12 đồng hương đến ủng hộ tinh thần lý tống, nhưng vì phiên xử đã diễn ra trễ hơn 1 tiếng 15 phút so với thông báo nên một số đồng hương đã ra về sớm. Sau phiên tòa, lý tống trình bày trước khuôn viên tòa thượng thẩm. Cái buổi hearing này mục đích là tôi phản đối cái vấn đề mà đề nghị tôi đi gặp các bác sĩ về tâm thần. Trong phiên tòa, nữ công tố đã đưa ra những dẫn chứng để buộc Lý Tống phải đến khóa tâm lý trị liệu. Nhưng luật sư Daniel đã phản bác từng điểm một như vụ Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng là một hành động chính trị. Thì cái hoạt động chính trị thể gọi là hoạt động tâm thần được. Vụ Lý Tống đã từng nói là một ngày nào đó, ông sẽ lái máy bay và nhảy ra nhưng không mang theo dù để tìm một hạnh phúc tuyệt đối. Một cái người họ muốn chậm dứt cái cuộc đời của họ Bằng cách này, cách khác cái đó không phải là tâm thần được Vụ người vu khống Lý Tống sẽ cướp súng trong phiên tòa tuyên án Mà còn cái vấn đề mà bảo cướp súng cảnh sát để tự vận Thì cái này là hoàn toàn vô căn cứ Vụ ông Lý Tống mặc đồ phụ nữ lúc gây án khi ra tòa Ông luật sư là quật là cái hồi đó ông phản đối Nhưng mà chính bà tòa lại bên vật tôi Ông bảo là cái vấn đề mặc đồ này ra tòa thì không có gì Và ông tổng là rất hợp tác Tuy nhiên những biện luận nêu trên của luật sư đen đều không thuyết phục được bà chánh án. Cuối cùng bà không không chấp thuận là hủy bỏ. Bà đã giữ nguyên quyết định trước đây là buộc lý tống trong vòng 2 tuần phải đến dự các khóa tâm lý trị liệu. Đại khái là cái bà này là bà sắp về hưu nha bà chắc cũng có bị ảnh hưởng ở đâu đó cho nên thấy sáng này là bà cũng rất là cương quyết. Bây giờ tạm thời. Đây là theo lời ông luật sư thì bây giờ nếu mà tôi cương lên căng thẳng quá thì cũng không có lợi gì. Trình bày của Lý Tống cho thấy ông sẽ theo đề nghị của luật sư Daniel để thích ứng theo từng giai đoạn. Trong đó có việc sẽ khiếu nại lý cấp cao gồm Bộ trưởng Tư pháp, Tổng trưởng lý tiểu bang California và Chief Judge của Holocaust Mỹ lợi tương trình từ San Jose.